xuân đêm chờ thông tin của con gái gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu Phú Thọ, bà Đinh Thị Thịnh khóc nghẹn khi nhìn lại những hình ảnh của con. Em Nguyễn Hà C, sinh năm 2005, là con gái của bà Đinh Thị Thịnh, sinh sống tại Đắk Nông, là một trong những người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu Phú Thọ. Em C hiện là sinh viên năm thứ hai, Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng. Bà Thịnh cho biết quê gốc ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ do cuộc sống vất vả nên gia đình vào Đắk Nông lập nghiệp từ năm 2007, khi đó C chưa tròn 2 tuổi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, C có ý định đi học ở một số nơi, song do điều kiện gia đình, cháu đã vào học tại trường Đại học Duy Tân và đang là cô sinh viên năm thứ hai với nhiều ước mơ và hoài bão. Bà Thịnh xót xa thông tin, dịp nghỉ lễ quốc khánh 2 tháng 9, cháu được nghỉ học nên xin phép gia đình ra phú thọ thăm họ hàng. Cháu đã định quay lại Đắk Nông nhưng do bão số 3 nên phải tạm hoãn. Hôm qua, cháu gọi điện báo với mẹ là con đang chuẩn bị để đi vào Đắk Nông. Ai ngờ trên đường đi thì gặp nạn, Bà Thịnh kể lại sáng ngày 9 tháng 9, người thân ở Phú Thọ gọi điện vào thông báo mất liên lạc với cháu Nguyễn Hà C từ hơn 10 giờ cùng ngày. Lúc này, bà Thịnh cố gắng liên lạc cho con gái nhưng vô vọng, đầu dây bên kia chỉ là sự im lặng. Lo lắng có chuyện không lành khi biết tin sập cầu Phong Châu, bà Thịnh cùng con trai là em của nạn nhân C vội vàng trở ra Bắc với hy vọng con gái sẽ được lực lượng chức năng tìm thấy và cứu sống. Tuy nhiên, khi đặt chân đến cầu Phong Châu, nhìn dòng sông Đục Ngầu đang cuồn cuộn chảy, bà Thịnh lặng người. Trong trường hợp xấu nhất, bà Thịnh mong muốn lực lượng chức năng sẽ sớm tìm thấy trong Nguyễn Hà C và hỗ trợ gia đình đưa cháu trở về Đắk Nông. Liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ xác định có 8 người đang mất tích, gồm Nguyễn Hà Chi, sinh năm 2005 tại Đắk Nông, Nguyễn Thị Lan, sinh năm 2005 trú tại Vạn Xuân, Tam Nông. Dương Công Chiến, sinh năm 1981, trú tại xã Dân Quyền, Tam Nông. Hà Quốc Chí, sinh năm 1986, trú tại xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì. Lương Xuân Thành, sinh năm 1968, trú tại xã Thạch Đồng, Thanh Thủy. Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1976, trú tại Thạch Đồng, Thanh Thủy. Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh năm 1988, Thụy Vân, thành phố Việt Trì. Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1979, tại xã Sơn Vi, Lâm Thao. Ba người bị thương là Bùi Quý Trọng sinh năm 1991 và Nguyễn Minh Hải sinh năm 1994 cùng chú tại xã Vạn Xuân Tam Nông. Phan Trường Sơn sinh năm 1984 chú tại xã Hương Nộn Tam Nông. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, trong vụ sập cầu Phong Châu, sơ bộ xác định tại thời điểm xảy ra sự cố, có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu, trong đó có một xe ô tô tải, hai xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô, một xe máy điện, 8 người đang mất tích, đã cứu và đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế, theo báo Sài Gòn Giải Phóng. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu, kèm theo nước sông Hồng dâng cao chảy mạnh nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng quân đội công an đã dựng trại dã chiến gần hiện trường để triển khai tìm kiếm. Sáng mùng 10 tháng 9, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết, đầu giờ sáng nay nước lũ lên cao chảy xiết, công tác cứu nạn cứu hộ chưa thể thực hiện. Chỉ khi nước rút Lực lượng chức năng mới có thể tổ chức cứu nạn cứu hộ. Theo ông Hùng, nhiều cán bộ chiến sĩ của sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã thức xuyên đêm để đánh giá tình hình, tìm phương án cứu nạn cứu hộ. Nhiều phương án cứu nạn cứu hộ đã được đưa ra, song chỉ khi đảm bảo an toàn thì việc này mới thực hiện. Theo ghi nhận, sáng mùng 10 tháng 9, tại khu vực cầu Phong Châu sập, có xuất hiện mưa nhỏ rải rác, nước sông Hồng dâng cao chảy xiết hơn hôm mùng 9 tháng 9, khó khăn cho lực lượng chức năng tại gần hiện trường khu vực sập cầu, nhiều người nhà của các nạn nhân bị mất tích vẫn ngóng trông tin tức của người thân, nhiều người khóc nức, được người dân và lực lượng chức năng động viên trong lúc khó khăn. Chị Y chú tại huyện Tam Nông cho biết, chị thức từ chiều hôm qua, mùng 9 tháng 9, để mong ngóng tin từ em trai mình, tên chờ, là tài xế xe tải bị mất tích khi cầu phong châu sập. Em trai chị chạy xe tải thuê tại một công ty trên địa bàn huyện. Theo chị Y. Bình thường em trai chị chạy xe trên địa bàn huyện Hạ Hòa, khi sự cố sập cầu không ai nghĩ người nhà mình lại là nạn nhân. Sau khi xảy ra sự việc, 10 phút sau công ty gọi điện định vị chiếc xe em trai tôi nằm ở đúng vị trí chiếc cầu. Gia đình tôi tá hỏa gọi điện nhưng em tôi không nghe máy nữa. Chị Y nghẹn ngào nói trong nước mắt. Tới hiện trường, chị Y được cơ quan chức năng xem camera thì xác định chiếc xe đúng là của em trai chị, đã bị rơi xuống sông khi cầu phong châu sập. Em trai tôi là lao động chính trong gia đình, nuôi vợ con và hai bố mẹ già. Từ hôm qua gia đình không dám cho vợ xuống dưới đây vì lo em không chịu nổi. Bây giờ chỉ mong sớm tìm được em để đưa em về với gia đình." Chị Y khóc nức nói. Theo chị Y, sau khi sự cố xảy ra, cơ quan chức năng rất nhiệt tình giúp đỡ, hỏi thăm động viên cũng như công tác cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, nước dâng cao, dòng chảy xiết nên chưa thể thực hiện công tác tìm kiếm Liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ sơ bộ xác định có 8 người đang mất tích. Những người mất tích gồm 1. Nguyễn Hà Chi, sinh năm 2005 tại Đắk Nông 2. Nguyễn Thị Lan, sinh năm 2005, trú tại Vạn Xuân, Tam Nông 3. Dương Công Chiến, sinh năm 1981, trú tại xã Dân Quyền, Tam Nông 4. Hà Quốc Chí, sinh năm 1986, trú tại xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì 5. Lương Xuân Thành, sinh năm 1968, trú tại xã Thạch Đồng, Thanh Thủy. 6. Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1976, trú tại Thạch Đồng, Thanh Thủy. 7. Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh năm 1988, Thụy Vân, thành phố Việt Trì. 8. Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1979, tại xã Sơn Vi, Lâm Thao. Ba người bị thương là Bùi Quý Trọng, sinh năm 1991, và Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1994, cùng ngụ xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông. Phan Trường Sơn, sinh năm 1984, trú tại xã Hương Nộn, huyện Tam Nông. Về diễn biến vụ sập cầu Phong Châu, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước lũ trên sông Hồng lên rất cao, kết hợp dòng chảy xiết, làm gãy trụ T7 và làm sập hai nhịp giàn chính của cầu, nhịp 6 và nhịp 7, vào khoảng 10 giờ 2 phút, ngày 9 tháng 9. Cầu Phong Châu tại km 18 200 quốc lộ 32C, kết nối hai huyện của tỉnh Phú Thọ là Tam Nông, Lâm Thao trong vụ sập cầu Phong Châu Phú Thọ có những người hùng với hành động nghĩa hiệp cứu giúp người hoạn nạn. Một trong số đó là anh Ngô Văn Khanh, 26 tuổi, ngụ khu 5 xã Hương Nộn, huyện Tam Nông. Anh Khanh là người đã cứu giúp anh Phan Trường Sơn khi cầu sập, anh này rơi xuống sông Hồng cùng chiếc xe máy. Anh Khanh cho biết lúc sập cầu Phong Châu, anh đang ở trong nhà và nghe tiếng chi hô sập cầu rồi. Theo bản năng, anh Khanh chạy ra ngoài nhìn về phía thượng nguồn. Theo dòng nước ngược lên, anh Khanh thấy lẫn trong dòng nước chảy xiết, với xác gỗ là bóng dáng một người đàn ông đang cố bám vào thân cây, chơi với giữa dòng. Nghe tiếng kêu cứu, anh Khanh không nghĩ nhiều mà chạy ra con đò của gia đình rồi cố gắng tiếp cận người bị nạn. Nước lớn và chảy mạnh, thanh niên 26 tuổi và con đò rất khó khăn mới tiếp cận được nạn nhân. Khi nạn nhân trôi tới, anh Khanh đưa người này lên đò rồi tìm cách bơi vào bờ, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nạn nhân được cứu vớt là một người đàn ông bị thương khắp người nhưng nặng nhất là ở chân cùng với trạng thái hoảng loạn. Anh Khanh kể lại, anh ấy hoảng sợ, không nói được gì, chân tay run bẩn bật. Bình tâm một lúc lâu, người này mới lấy đọc số điện thoại người nhà để tôi gọi thông báo. Với danh xưng được chúng tôi gọi tạm, người hùng cứu vớt nạn nhân sập cầu Phong Châu, chàng trai trẻ 26 tuổi, từ chối và cho biết trong hoàn cảnh đó ai cũng sẽ hành động như vậy. Về phần nạn nhân Phan Trường Sơn, sau nhiều giờ điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tinh thần và sức khỏe anh này đã dần ổn định. Anh Sơn cũng cho biết không nghĩ mình còn sống sau khi rơi cả người và xe xuống sông Hồng. Anh Sơn nhớ lại, tôi chìm rất sâu sau khi rơi xuống sông, rồi cố gắng ngoi lên mặt nước. Bơi được một đoạn, tôi vớ được thân cây, sau đó có thuyền ra cứu. Đến thời điểm hiện tại, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã thiết lập sở chỉ huy tạm thời tại khu vực cầu Phong Châu, để phối hợp trong công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đại tá trần nho lương phó chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh phú thọ cho biết khi nào mực nước sông bảo đảm thực hiện được nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn và được lệnh của thủ trưởng bộ tư lệnh quân khu và ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của tỉnh thì các lực lượng mới triển khai công tác cứu hộ cứu nạn trên sông